sắm đồ cho em bơ. Từ từ đã chưa kịp review gì cả thì đã bị anh siêu chìm cái xe đẩy rồi này. Mình tậu được ở bên nhà Chillax, lúc giao đến một hộp to đùng luôn. Nhưng mà được cái quất trên top top không mất đồng ship nào cả. Về lắp đặt cũng rất là dễ nữa. Nhìn em này to và cồng kềnh thế thôi, nhưng mà mình có thể gấp gọn mà được luôn nhá. Ngoài màu nâu thì phải có rất là nhiều màu cho các mom lựa chọn. Hồng, đỏ, xanh, xám này. Mình chọn màu nâu thì dùng nó vừa sạch mà nhìn nó vừa sang ấy. Bạn này thì mình có thể dùng cho con từ sơ sinh đến tận 3 tuổi cơ. Phần khung và bánh xe được làm rất là chắc chắn, đặc biệt là có cái giảm sóc. Và một cái mình rất là thích ở em này nữa là giỏ đựng đồ bên dưới đựng được khá nhiều đồ đấy. Có cả chỗ để bình nước này, hoặc là để bình sữa của con, rất là xịn luôn. Xe đẩy này mình có thể điều chỉnh được 3 chế độ, như là chế độ nằm này, chế độ ngồi và tư thế nghỉ ấy. Xe có thể xoay 360 độ, ở bánh có phần khóa rất là chắc chắn. Mình có thể làm nôi nằm cho con cũng rất là ok nhá. Màu sắc thì siêu sang trọng, còn kiểu dáng thì cực kỳ thời trang, rất là hợp với outfit mình mặc hôm nay luôn ấy. Mái che thì khi nào cho con ra ngoài này, hoặc là trời nắng mình có thể che vào cho con nhá. Yên tâm là khi mình chuyển cho con sang chế độ ngồi ấy, thì có phần đai cài rất là chắc chắn nhá. Có em xe đẩy đi chơi rất là tiện, mình không cần phải bế ẵm nhiều. Con có thể nằm hoặc là ngồi chơi rất thoải mái nữa. Vì là có chế độ nằm nên là mình có thể thay bỉm cho con nếu thích nhá. Nói chung là anh bơ khoái xe đẩy lắm. Mỗi tội là vừa nằm được một tí thì anh siêu chỉ mất cái xe rồi. Nhìn ngủ ngon lành thế này cơ mà. Anh siêu rất là thích ngồi trên cái xe đẩy luôn. Ngồi lên ông con còn nhún nhảy các kiểu nhưng mà xe vẫn rất là chắc chắn nha. Khi nào đi về thì mình ấn một nút thôi, gấp gọn là xong rồi. Chillax bảo hành tận 3 năm cơ nên là cứ yên tâm mà dùng thôi. Chốt lại là gia đình mình cực kỳ ưng xe đẩy nhá. Bye.